xin được nhắc lại là sẽ, Lưu Mạnh Hải sẽ công bố giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Và bây giờ thì thấy tất cả các bạn các fan la lớn quá, bây giờ bên kia la lại lần nữa được không? Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, bởi vì đối với không phải là vì cái việc mình được giải hay là như thế nào nó làm cho mình cảm xúc như vậy, mà là cái sự cố gắng của tất cả mọi người trong ekip thực hiện đến thức bình minh đã làm cho Tâm cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì đây là một cái MV mà Tâm nghĩ rằng là Tâm đã đưa mọi người vào những cái cảnh quay nó rất là nguy hiểm, nó rất là khó. Có nghĩa là bởi vì tình cảm, có tình cảm như nên mọi người mới cùng Tâm làm được cái MV này. Và cái niềm hạnh phúc thứ hai đó là cái sự chờ đợi và mong mỏi của tất cả các khán giả của Mi Tâm trên cả nước. Rất là phải nói là mong chờ và đã cố gắng rất là nhiều. Và bản thân Mi Tâm nghĩ rằng là mình đã cố gắng hết sức mình rồi, nếu mình làm một điều gì đó thì phải nói rằng là để cho những khán giả yêu thích mình là phải thật sự là có một cái niềm tự hào về mình. Và Tâm đã làm một công việc đúng với cái nghề nghiệp của mình trước, làm hoàn thiện nó trước. Và đây là phần thưởng của tất cả khán giả dành cho Tâm, nhưng mà Tâm xin được dành cho tất cả khán giả yêu quý của mình. Cảm ơn rất là nhiều.